những manh mối nhỏ giọt của Vanh Leg trên TikTok. Sự quan tâm của cộng đồng mạng dành cho Vanh Leg chưa bao giờ giảm đi khi họ liên tục đặt ra câu hỏi Vanh Leg thực sự đã đi đâu, làm gì và có cuộc sống như thế nào. Và cũng có nhiều câu trả lời cho những câu hỏi đó. Có người nói anh thích ở ẩn, có người nói anh chỉ tập trung làm game, hay thậm chí có người còn có câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, đó là Vanh Leg đã hóa thân thành hậu hoàng. Và hàng loạt câu trả lời khác được cộng đồng mạng đưa ra. Thế nhưng, câu trả lời được mọi người lựa chọn nhiều nhất, đó là Vanh đã đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Câu trả lời này xuất phát từ một tài khoản trên TikTok. Đa số mọi người tin rằng Vanh Leg vẫn còn chơi TikTok, và anh đã thông báo tình hình hiện tại của anh trên đó. Vậy hãy cùng xem TikTok của Vanh Leg viết gì các bạn nhé. Khi gõ từ khóa Vanh Leg vào ô tìm kiếm, xuất hiện khá nhiều tài khoản mang tên Vanh Leg, và chưa tài khoản nào được xác minh bằng tích xanh. Đa số mọi người tin rằng tài khoản có nhiều người theo dõi nhất chính là của Vanh Leg. Trên các dòng trạng thái, chúng ta khó có thể thấy được Vanh nói Vanh đã đi đâu. Chỉ ở phần bình luận chúng ta mới có thể thấy những chia sẻ của tài khoản này. Video đầu tiên được đăng vào cuối năm 2019, tức là tài khoản này mới lập chỉ cách đây vài tháng. Và sau mỗi dòng trạng thái đều có biểu tượng mặt cười. Và điều quan trọng hơn, những video trên TikTok đều là ảnh cũ và video cũ của Vanh được đăng tải trên Facebook. Rất nhiều người đã cho rằng đây không phải là tài khoản chính chủ của Vanh Leg. Họ lý luận rằng nếu như Vanh đi nghĩa vụ quân sự thì sẽ không được chơi điện thoại. Ngoài ra, độ tuổi nhập ngũ là từ 18 cho đến 25 tuổi. Chỉ ngoại lệ một số trường hợp phải học cao đẳng hay đại học. Trong khi Vanh Leg sinh năm 1993, nghĩa là đã 26 tuổi vào năm 2019. Và thêm một lý do nữa, nếu Vanh thực sự chơi TikTok thì tại sao không chụp ảnh mới mà chỉ là dùng các bức ảnh cũ đã được đăng tải lên Facebook trước đó? Càng nhiều câu hỏi đặt ra, càng minh chứng độ hot của Vanh Leg vẫn còn nguyên và sự trông chờ một sản phẩm comeback của anh là lớn tới cỡ nào.